bốc lắp tam đó mà tam nó lo chỉ lịm muối bà nơi con ông sạc cắt ba có khăn cho ba phơi ở đây tận đi không phơi nhở ba ở căng bay địa con một cái đứa này mánh được giọt mình trăm mã nó mang bốc quật rốt mà xa lấy mà một căng bay nó mua tiết bà quật này nó rốt giọt mua tiết nó mang bốc ở lấy ở rốt nó hốt tết có đông một quay trong mặt là hốt đấy mà bọn này mà chả chôn bọn này cắt đây kia không cắt đây kia bà co khăn làm phơi chưa chôn một con mấy nhà bạn rất từ một vài trong mà cả lỗ đấy mà một vài mà ta chôn và một con bay chúng nó pi kêu mà ba nè một con bay chúng nó pi kêu mà một bên mà ta chôn mình ca khôi khai cắt ở kháng bộ kháng sấm nữa mà khôi cắt càng strong làm đó mà một bên mà ta chôn ba còn bây con mình phải thả lệch ở Phnom Penh môi ai ế học buôn học của môi bà Phnom Penh ở môi ai ế học buôn học của môi bà mình ca khôi khát càng mục càng strong đẹp đó mà mong rừng là tôi chạy chân trời thay anh kia thì phải phải khai thân ưu trăm phần phải phí nhé bà bộ con bây chúng nó bị khướng đẹp đó mà mong rừng là tôi chạy chân mà con bay cả lắp ba chương xe này đó mà bông bông rẻ mất ba chương xe nặng muối mà tam mà nó lo chỉ định muối mà bông bông rẻ mất ra chôn mà con bay gót cả lắp ba chương xe này đó mà con bay ở đây hai phát ăn nữa mà cả nó thích muối đai đun đại bọc nước máy nhưng muốn vỡ con bay nó có làm bọc quật mà xa là rút bát đây và là mà cạn đấy tiết bà time châu phi cạn đằng đấy bông bông rẻ mất ra chôn châu phi cạn đằng đấy mà ba nó rút dồn ở đại bốc con bay con làm mấy nào nó căng múc à bông để mà tầm nhầm ở trôi khoảng hai nhờ rút dồn quạt tích mà nó căng múc à và trong mà cái lỗ đấy không bông để mà chết luôn ba bạn rút ra múc căng múc mà rút dồn mạng xếp ba múc bông để mất trong mà cái lỗ đấy mà vì tôi múc quạt kinh xoay khăn ông đẹp đó mà bông để mà chết luôn ta mà nói là chỉ định mua dưỡng mà nó chỉ định mua dưỡng một bông rẻ mất và chui xe nặng muối một bông rẻ mất ra chôn cửa đồ đơn mạng xếp mà đồ đơn mạng xếp bông rẻ mất và chẳng ai bọc nó trong mà lỗ đầy máu mà tao ban chụp đồ đơn là một ni tâm đó và dùng mạng tiếng nick là phe cả lấy cam chia b c ấn ở hà bầm bay ở bay của muối và dùng mạng xịt bỏ không ai đi vào và lớn được dùng con mình ca khôi khát bay con hàng bốc hàng chuối những tạm đó mà bốc con rồi mà ta trốn được dùng mạng xịt và hai con một con bay ở quất cả lạp mà nhớ mà và thường nào bây giờ ở phía xa ký và bọc lan từ hàng phanh bánh mà vì lấy từ cát mà vốn mình mất từ chân mà đã khôi khát ở bay con hàng một hàng chú bên đang tầm đó mà và lên sang ở chạy lấy con đó tiếp vào chạy lấy cam chia ở BCN ở hai bầm bay ở bay bầm môi và bọc con bay quất mà đã cả lạp tầm đó mà một vốn mình mất từ chân ở nơi trong giật cát ở bà có khăn cho bà mới ở đây tình hình phanh dưới mà tao mà nói lo chỉ lịch mũi vào một bên mất đồ đôn mạng xịp vào cái máy đi mà bay con làm đâu mà ba mình cá cũng chết bay con làm đâu mà một con rồi là chặt chun tao mà nói lo chỉ lịch mũi dưới mà ba đầu con bay lên khang bốc vào một bên mình mất bốc trong mà cả lỗ đấy ba tần được đôn quát chốt mà tôi mục vật kinh xoay không đẹp đâu mà bằng con rèn mà tôi chạy chôn mà chú xe nặng mũi không ạ chú xe nặng mũi không bằng con rèn mất bà bọc
một cái lắp cộng bay muối hay cộng bay một tết ba rồi dồn 100 mã nó muốn bón tả muối thế ba ai máy nhà phê bông ni thế nó bọc một cộng bay một tết cả lắp ba chương chương ngang đẹp đâu mà bông bông đẹp mật cắt ở này pi chọc kia thì nó chuôn chuôn đẹp đâu mà bông bông đẹp mật chặt chôn pi chuôn chuôn chọc kia đẹp đâu mà sợ nơi được cắt ba có khăn ba phơi ở đây tại này không phơi mà bông bông đẹp mật lấy cong mấy cái nam bắn mới cười nè khó mà ô nó khó không được cạn lệ mua tiết đấy à đây đúng nó nữ quất mánh mà nẹ mánh thả lực bua đúng không qua đây cắt ba con chưa phụ ba con khăn làm bây giờ ba tôi mua quất kiên xoay cái nó đảm đâu mà một con vịt mà được chặt chân nó không cắt ba con khăn cho mà bây giờ cắt ở đây pi chun chun tóc kia đảm đâu mà bọc cọng bay chúng nó bị kêu làm đâu mà bà châu pi cạn này chun chun chọc nghe làm đâu mà bọn bình mật ra chun bà cọng bay quất mình khá khôi khăn cầm mũ tịch làm đâu mà một bó đạp muối ní thế bà tay rồi chun quất rồi bắt tư hay mình mình chun chun nữa bọc cọng bay một tết cả lắp pi chun 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 chọc nghe làm đâu mà bọn bình mật rồi chun mạng xếp bà bọc bọc cái gót từ chụp nó nó vào trong mà cái lỗ đấy mà trong gót chụp chôn mà một con về mà tôi chặt chôn ba mấy nhờ mình biết nhẹ đâu là bố thế muốn về mất mình chôn ngon đấy ba còn là bố đây ở trường tình tôi thế ba ai cặp bay khá đấy cứ bố ra đây thế ba gót thở ra đây thế ba một con về mà tôi chặt chôn cặp bay thằng phi trương mà ba cặp bay thằng phi trương em đó mà một con về mất làm xong bắt cam chọc lại tam phân nữa mà một con về mặt đất tràn trôn bịa bịch nhầm giấy xong rồi trăng ngàn